Dạ vâng, đấy, chào tất cả mọi người nhé. Rất vui gặp lại tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Thì hiện tại thì hai đang có mặt tại đường Hàm Nghi, giao nhau với đường Cổng trường Quách Thị Trang. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì hãy mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo dọc chợ Bến Thành, cũng như là cập nhật tình hình tuyến metro Bến Thành Suối Tiên trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Dạ vâng, thì ở phía bên ngoài này thì cây cối được đặt khá là đẹp và ngay ngắn tại khu vực này. Bây giờ thì mình cùng đi qua và xem cái chỗ bên cửa, đi xuống cửa hầm metro xem thế nào. Đấy, thì hiện tại thì hãy thấy là nó vẫn để nguyên, chưa có một cái động thái nào mới về quá trình làm cơ. Có mặt tại đường Huỳnh Thúc Kháng này, bên ngoài này. Hôm nay bên trong này thì nó cũng không bật điện luôn. Có vẻ là ngày hôm nay có vẻ không làm hay sao á, tắt điện tối thui à. Mọi hôm mình đi qua còn thấy là có sáng đèn, nhưng đến hôm nay thì không thấy nữa. Mình có vẻ là nghỉ sinh nhật cuối tuần. Vậy bây giờ mình cùng qua đường và đi hướng về đường Lê Lợi nha. Nhiều người thì có tắt đường, mọi người thấy không, đang trèo qua cái hành lang để qua đường. Ở phía bên này thì có cái xe đạp mọi người, cho mọi người thuê này để có thể đi đạp và dạo quanh trung tâm Sài Gòn. Đấy, rất là dễ. Hôm nay có cái xe màu đỏ này nhìn khá là nổi bật nha. Cái chiếc toàn xe xanh, hôm nay đâu lấy đâu ra cái xe đạp đỏ đấy. Phía bên này thì là bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Giờ mình cùng chờ ngất ngớt xe mình qua khu vực chợ Bến Thành nhá. Xe cộ đi lại rất là đông. Đó, ngất xe rồi. Qua đây. Lợi thì đại lộ cây Lợi thì rất là ám đạm và buồn đó mọi người. Nhìn thấy cái hình ảnh khu vực này thì có một số đang còn sáng đèn, còn đâu là tắt điện tối thui. Bên cạnh đấy là những cái cửa và những cái biển hiệu thì dán giấy cho thuê nhà chằng chịt, còn là cửa thì xịt sơn khắp luôn, nhìn nó rất là phản cảm. Hiện tại thì chợ Bến Thành là đóng cửa mọi người, đóng cửa hoàn toàn luôn. Đấy, thì bây giờ mình cùng đi dạo bên ngoài một xíu và cập nhật cho mọi người xem những hình ảnh tại phía bên ngoài chợ Bến Thành. Đấy, bây giờ các bạn trẻ chọn hình thức đạp xe đạp, đạp xe đạp và đi bộ.
rất là đẹp, lung linh. Khu vực này thì rất là đông, có một cái làn đường cho xe đi qua và một bên cho dạ vâng, thì phía trước mọi người thấy rất đông và náo nhiệt luôn. Bây giờ thì mình đi về khu vực phố Mã Lai nha. Rất là đông luôn mọi người. Bên này thì có bán dép thôi, bán dép về đêm. Không biết thì bao giờ chợ đêm tại khu vực chợ Bến Thành nó nhộn nhịp trở lại đấy. Vâng, thì ở khu vực này thì cũng chưa có cái gì mới, nó vẫn còn nguyên trạng như vậy. Là này đóng cửa hết, 9 giờ đường xá này cũng vắng dần rồi. Không có một cái động tĩnh gì mới, chắc là mọi người đang tập trung lại bên dưới, bên trên này có vẻ chưa có vì theo thông báo là đến tháng 7, 2024 thì mới đưa vào tuyến metro thương mại cơ. Đấy, còn rất là lâu, gần một năm nữa thì mới được đưa vào sử dụng thương mại. Phố Mã Lai giờ không vắng. Buôn bán này có vẻ là ảm đạm quá. Giờ này chắc cũng muộn, mọi người phải bớt rồi. Thank you.
Đây, phía bên đường này mọi người này, có một cái tiệm cà phê khá là đông khách luôn. Đây, rất là đông luôn mọi người, bên đường. Rất là nhộn nhịp, nhưng mà đến cái bên đường lên lại này thì nó sáng quá, nhiều cái mặt này, bán nhà này, số điện thoại nước ngoài luôn, nước Mỹ nhá, điện thoại nước Mỹ luôn đó, bán nhà có Việt kiều. Xe cộ ở đông quá, không biết là có quãng đường không. Chỗ này sang đường nó hơi khó xíu. Xe cộ nó rất là đông. Hôm nay thì có vẻ nhìn ở khu vực đường Lê Lai này có vẻ hơi khả quan một xíu. Thì các cái biển hiệu được bật đèn sáng trưng của một số cửa hàng đấy, một cái đoạn này. Đấy, nhìn nó cũng khá là đẹp. Đấy, sáng sủa hơn. Ở tại phía bên ngoài này thì ở khuôn viên rất là rộng, cây cối cực kỳ là xanh tốt, chăm sóc rất là kỹ. Cứ chú anh chị mình cũng ra đây đi dạo này, rồi tập thể dục. Ở cái khu vực này là khu vực nhà vệ sinh mọi người, nhưng mà có vẻ là làm chưa hoàn thiện hay sao ấy. Ở cái này có khách sạn này, hình như là hòm xong rồi đây. Đấy, khách sạn mới cứng luôn, rất là đẹp nha. Đấy, mới vừa mở luôn này, mọi người có thể tới đây thuê đây. Cách chợ Bến Thành có khoảng 50m à. Khách sạn này tương đối là đẹp, nhìn cũng khang trang. Đấy, góc view thì hướng về đường Lê Lợi. Khu vực này thì vẫn chưa có động thế gì mới. Đang đắp chiếu ở đây à. Đây cũng có một số cô chú này ra đánh cầu lông, các chó đi dạo. Có vẻ là bên trong này có vẻ dọn khá là sạch sẽ đấy, cực kỳ đẹp luôn. Từ ngày lộ được lộ thiên tại khu vực này thì nó cũng thu hút được rất là đông người tới xem mọi người. Đấy, trên là trần cánh sen. Tiếp tục qua khu vực kia rồi mình qua đường nha. Này đi lại nó hơi khó một xíu.
Đấy, không khí rất là mát đấy, mát nhưng mà hôm nay mình đi bộ nó cũng thấy cảm giác của nó rất là nóng. Cái nước ngoài qua đường có vẻ là hơi khó đấy nha, xe cộ đi lại rất là nhiều. Hello.